rồi đây. Ê, cậu làm gì đó? Đừng có tự tiện nghịch phá thùng rác không đáy của mình như vậy chứ. Là thùng rác thiệt hả? Đúng rồi đó. Mấy bảo bối nào bị hư hay không xài được nữa thì mình sẽ bỏ vô trong này. Có nhiều món bảo bối mình lấy ra chỉ xài được một lần, xong cũng phải đem bỏ vô đó luôn. Mình dễ bỏ như vậy là bởi vì mấy món đó mua rẻ lắm. Tưởng cái gì? À, xem nữa thì mình quên mất. Hồi nãy mẹ mới kêu mình ra ngoài mua chút đồ giùm mẹ. Thôi giờ mình đi nha. Ờ, khoan đã. Mà. Vậy để lại cho mình túi dự phòng đi, Doraemon. Không được. Tại sao chứ? Nếu để cho cậu tự ý xài bảo bối tương lai thì không bao giờ có kết quả nào tốt đẹp hết trơn á. Từ đó tới giờ không biết bao nhiêu lần vẫn chưa sợ hả? Mình thấy có gì đáng sợ đâu. Cậu không sợ nhưng mà mình sợ. Cậu đừng có hỏi tới nữa. Mình đã đem giấu túi dự phòng ở một chỗ cậu không bao giờ tìm thấy được. Vậy nha. Đồ keo kiệt. Tính sao bây giờ? Hồi nãy mình đã lỡ mạnh miệng nói với Shizuka mất rồi. Lỡ đâu trong đây vẫn còn bảo bối dùng được thì sao? Còn dùng được nè Shizuka ơi. Tụi mình mau xuất phát thôi. Chỉ cần dùng trong chống tre là tới được núi Takai trong nháy mắt luôn rồi. Mình xin lỗi nha, mẹ mới dặn mình là phải coi nhà, không được đi đâu hết. Giờ tới cậu phải coi chừng nhà sao? Đúng rồi. Để coi. Không phải cái này. Cũng không phải cái này luôn. À, đây rồi nè. Búa phân thân. Đó là gì vậy? Cách dùng cái này là lấy nó gõ vô đầu một cái. Thôi đau lắm, mình không muốn thử đâu nha. Không có sao đâu mà. Cậu đừng có chạy, không đau đớn gì đâu. Mình đã nói không sao mà. Shizuka à, xin lỗi cậu nha. Nhìn giống y hệt mình luôn. Đây là bảo bối tạo ra phân thân mà. Nhưng mà màu sắc có vẻ hơi lợt thì phải. Tại vì bảo bối này cũ rồi á. Nhưng mà dù có hơi lợt thì cậu ấy vẫn coi chừng nhà được đó. Cứ để mình coi chừng nhà cho. Đúng là phân thân cũng chu đáo y như Shizuka. Mình đi thôi. Đi Kintsugi thì sao? Thôi tụi mình cứ lên đường mặc kệ cậu ấy đi. Xuất phát. Thời tiết đẹp sảng khoái quá. Trời đất ơi, chuyện này là sao đây? Tôi nhìn đụng đó, Nobita. Xin lỗi cậu nha. Mình không sao, nhưng mà ai đó dừng cái này lại giúp mình ơi. Mà Nobita nè, cô thử thả lỏng cơ thể đi. Mình thấy như vậy dễ bay hơn nhiều đó. Hả? Coi nè, như vậy đó. Thả lỏng cơ thể sao? Như vậy hả? Mình bắt đầu quen dần rồi nè. Tuy hơi rùng mình xíu nhưng cũng thú vị. Ừ ha.